Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án MST Game Zone. Nhận MST đến từ cái dự án này nhé. Thì đây là trang chủ của dự án. Thì dự án này được xây dựng trên mạng lưới Binance Smart Chain và là một dự án làm về game MST nha các bạn. Thì những dự án về game MST thì cũng khá tiềm năng. Thì các bạn như cũng đã biết thì dự án AXS SAFINANCY trên sàn Binance hiện tại thì giá rất là cao, tăng rất là mạnh. Thì cái dự án này thì nó sẽ cho chúng ta là hoặc các bạn có thể là chơi game trên này để nhận cái MST, và các bạn có thể là bán ở trực tiếp ra trên này ra BNB hoặc là ETH hoặc là BUSD. Thì đây cũng là một cái sàn giao dịch để dùng cho bán buôn bán MST thôi các bạn, và ngồi ra đó thì nó sẽ kèm theo đó là chơi game nhé. Thì ở phần play game này thì ngồi sự góp mặt cũng có là cái dự án tô cao trên đây nha các bạn. Tokyo Out á, thì có nghĩa là MST của Tokyo Out với lại là Mimus Coda. Thì Mimus Coda có nghĩa là mẹ của Elon Musk các bạn. Thì nhắc tới Elon Musk thì các bạn cũng đã biết rồi ha. Hiện tại thì web nó rất là lag, dự án vừa mới ra mắt thôi các bạn. Ok, thì để tham gia vào cái dự án hôm nay lắc quá, thì tham gia vào dự án hôm nay các bạn sẽ nhận được là một con MST Eclipsoin V1, tương đương với giá trị của nó đang đưa ra đó là 60 đô nhé, không bằng 0,2 BNB, tương đương là 60 đô ấy. Và ngoài ra nếu mà các bạn đi tiền red thì các bạn sẽ nhận được thêm là một cái MST card, đó là Hubo nhé, cho một referral từ giá trị ở đó là khoảng là 5 đô nhé. Ok, thì để tham gia vào cái dự án hôm nay các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn mở cái form này giống anh, trên form thì các bạn kéo xuống đây. Thì để mình nói sơ qua một tí trên đây nữa, thì hiện tại thì con này nó cũng có token nha các bạn. Về cái dự án này thì nó cũng có token. Thì con token này hiện tại là sau này nó sẽ cho chúng ta là claim free 2000 đấy, khoảng 2000 đấy. Nhưng mà hiện tại thì về việc claim thì đang là common sơn thôi. Hiện tại nó chỉ tặng MST free cho chúng ta thôi nhé. Ok, thì ở trên form thì các bạn kéo xuống đây, chúng ta làm nhiệm vụ đầu tiên đó là follow từ Twitter. Các bạn ấn vào đường link từ Twitter nhé. Trên từ Twitter của dự án các bạn ấn vào nút follow. Sau đó thì các bạn quay trở lại form, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là like and comment and retweet and tag 3 friend. Ok, thì các bạn ấn vào đường link từ Twitter của bài viết này nhé. Ok, thì ở cái bài viết này các bạn tiến hành like này, sau đó các bạn copy lại cái đoạn hashtag ở trên này giúp mình nhé. Các bạn copy lại cái đoạn hashtag này, sau đó các bạn kéo xuống đây, các bạn ấn nút chia sẻ, các bạn chọn phần vote tweet là bằng bình luận, các bạn dán cái đoạn hashtag các bạn vừa copy vào đây, sau đó các bạn tag thêm 3 người bạn vào đây giúp mình nhé. Ok, sau đó thì các bạn ấn vào tweet chúng ta đăng là bài viết này. Sau đó thì các bạn ấn vào phần comment ở dưới bài viết. Các bạn cũng tag 3 người bạn ở dưới phần comment ở dưới bài viết này giúp mình nhé. Ok, sau đó các bạn ấn phần reply. Sau đó thì các bạn quay trở lại form. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh Telegram. Các bạn ấn vào đường link Telegram. Dự án cũng vừa mới ra mắt thôi các bạn, còn khá là mới. Ok, thì trên Telegram thì các bạn ấn nút join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại form, chúng ta điền lại thông tin như sau. Đầu tiên thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại cái link bài viết mà chúng ta chia sẻ trên từ Twitter. Thì các bạn quay trở lại từ Twitter, các bạn ấn vào tường nhà, các bạn chọn một hồ sơ profile. Sau đó thì các bạn chọn qua phần tweet và reply, các tweet và đã trả lời ấy.
Sau đó các bạn kéo xuống đây, các bạn kéo xuống bên dưới á, cái bài viết hồi nãy chúng ta chia sẻ cái kèm với cái hashtag với lại tag ba người bạn này nè. Thì ở dưới bài viết nó có dấu mũi tên lên, các bạn nhấn vào. Sau đó các bạn chọn phần copy link to tweet. Tiếp đó các bạn quay trở lại form. Các bạn dán cái link bài viết đó vào đây. Ok, tiếp theo đó là username Telegram, thì các bạn vào phần cài đặt setting trên Telegram. Các bạn copy cho mình cái username Telegram của các bạn lại nhé. Sau đó các bạn quay trở lại form, các bạn dán cái username Telegram của các bạn vào đây. Các bạn nhớ thêm ba cộng vào trước nhé. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ ví BEP20 Binance Smart Chain. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví SailPay. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain của các bạn. Chúng ta sao chép lại địa chỉ ví Binance Smart Chain, sau đó các bạn quay trở lại form, các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây. Tiếp theo đó thì ở phần referral Telegram username này thì các bạn điền cho mình là a còng milu 25 nhé. Thì bạn nào mà muốn đi tuyển red á, bạn nào mà muốn đi tuyển red á thì kêu red của các bạn á nhập lại cái username Telegram của các bạn ở phần này thì sẽ thành link red của các bạn thôi nhé. Ok, thì sau đó thì các bạn kiểm tra lại tất cả các thông tin mà các bạn đã điền đầy đủ hết chưa. Thì qua mỗi lượt refer á, các bạn sẽ nhận được thêm là một MST card nhé. Qua mỗi lượt refer thì các bạn sẽ nhận được thêm là một MST card. Thì cái MST đó có tên là Hubble nhé. Còn các bạn tham gia làm nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được là một NFT Eclipsoid tương đương là 60 đô nhé. Ok, thì khi nào nó phân phối thì mình sẽ thông tin trên kênh Telegram cho anh em. Ok, thì sau đó thì các bạn kiểm tra lại tất cả các thông tin. Thì sau đó các bạn kéo xuống đây, các bạn nút gửi. Chúng ta tiến hành gửi form đi và chờ đợi nó phân phối token cho chúng ta thôi. Ok, thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là tham gia vào cái Android nhận MST đến từ dự án MST Game. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.